Thưa quý vị, dưới tác động của rãnh áp thấp, trong đêm nay và sáng ngày mai, hầu khắp các tỉnh thành phố từ khu vực Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên hay Bắc Giang trở lên phía Bắc đồng loạt xuất hiện trở lại những cơn mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 50 mm. Riêng tại các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn hay Tuyên Quang sẽ là những vùng có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất ở mức cao. Trong khi đó, ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội cũng chịu tác động của rãnh áp thấp này nhưng không mạnh. Mưa rào với lượng mưa trong khoảng từ 5 đến 15 mm. Sang ngày mai, mưa chỉ còn duy trì gián đoạn ở khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Còn ở các tỉnh thành phố còn lại của miền Bắc, mưa tạm giảm và trời chuyển nắng. Nền nhiệt cao nhất ngày mai ở Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Với miền Trung, chuỗi ngày nắng nóng vẫn kéo dài và chưa có dấu hiệu kết thúc. Ngày mai miền Trung với thời tiết nắng mạnh từ sớm, nóng vẫn xảy ra trên suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày là từ 35 đến 37 độ. Còn ở phía Nam, đêm nay Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chỉ có mưa một vài nơi. Ngày mai Tây Nguyên và Nam Bộ với thời tiết tạnh ráo có nắng sớm. Nền nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên sẽ tăng nhẹ lên mức từ 31 đến 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Chiều và tối mai Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rông diện rộng rải rác. Cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to kèm theo lốc sét và gió giật nên người dân cũng cần hết sức lưu ý. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km. Trong khi đó ở các vùng biển ngoài khơi vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt. Ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa và khu vực huyện đảo Trường Sa, gió hướng nam đến tây nam mạnh cấp 4 cấp 5, trời không mưa hoặc chỉ có mưa dông xuất hiện vài nơi.